thấy những quán trà đá vỉa hè dân dã. Không biết từ bao giờ, nó đã là món ẩm thực đặc trưng của người Hà Nội. Chuyên mục Ăn Diện của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023, các bạn trẻ đã mạnh dạn sáng tạo, thiết kế, sắp đặt, thay đổi diện mạo của thứ nước uống dung dị mộc mạc này để trở thành một nét văn hóa không thể thiếu của ẩm thực Hà Nội, mang đậm phong cách Hà Nội, đó là trà đá phố cổ. Quán này là một quán ở số 8 Hàng Hùng, ở đây là cũng gần đường Hàng Hùng, nên là xung quanh đây có rất nhiều những chỗ cơm hai cơm ba, nên là cái tên khách hàng ở đây thường là những các bạn trẻ từ 14 đến 25 tuổi. Ngoài ra thì cũng có những người dân xung quanh sống quanh cái khu vực này cũng là một cái tên khách hàng rất là tiềm năng đối với quán này. Thì ở quán này cũng có một sự đặc biệt, đó là quán này không được bán qua một cái khung cửa sổ. Cái kiểu ngôi nhà cũ ngày xưa thì có tận dụng một cái khung cửa sổ để làm một cái quầy để mọi người có thể ngồi cũng như là bán hàng. Như kiểu mọi người có thể nhìn trên đây là cũng là một cái MV nổi tiếng được quay ở trong cái quán, trên một quán rất là nổi tiếng trên mạng xã hội. Tiếp theo là đây là một số cái khung cảnh mọi người có thể nhìn thấy. Về cái ý tưởng thiết kế thì bọn em muốn tận dụng cái sự văn hóa của cuộc thi này. Bọn em muốn sử dụng cái cốc, chỉ cái cốc trà đá làm cái cốc thân thuộc với tất cả mọi người Việt Nam. Chúng ai cũng từng một lần uống cũng như là thưởng thức cái trà đá của Việt Nam rồi. Thì đây là một nét đặc trưng của Việt Nam. Thì tôi rất thích trang trí hoa cũng như là những cái bông hoa kiểu tulip ở trên xung quanh cái chỗ quán của hoa cho quầy nước, để cho nó tăng sự sống cho cái quán nước ở lên. Thì cái đấy là những hai cái ý tưởng. Tiếp theo là cái phần của tôi là hoa thì em chỉ nhìn cho anh thôi. Menu mới trong quán, bởi vì trước đây thì quán sử dụng menu để chứng minh
trên đây là sự sáng tạo sắp đặt thiết kế của các bạn trẻ Hà Nội để đưa trà đá phố cổ đến một tầm cao mới, xứng tầm với văn hóa Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại.